xin chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta đến với tuần tiếp theo của môn thể dục lớp 8. Sau đây thầy xin mời tất cả các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Về nội dung của buổi học ngày hôm nay, chúng ta gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là bài thể dục. Thì bài thể dục lớp 8 các em gồm 35 nhịp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học từ nhịp 1 cho đến nhịp 17. Nội dung thứ hai là về phần chạy ngắn. Thì các em sẽ ôm lại động tác chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi và chạy đạp sao. Về bài thể dục lớp 8, thì thầy sẽ phân tích cho các em từng nhịp trước. Sau đó thầy sẽ cho các em xem hình ảnh minh họa thực hiện của từng nhịp. Đầu tiên là tư thế chuẩn bị. Nhịp 1, tay trái dang ngang, tay phải đưa về trước, hai bàn tay sắp. Mắt nhìn theo tay trái. Nhịp 2, đưa tay phải sang ngang, đồng thời xoay hai cổ tay thành bàn tay ngửa, vươn ngực, mắt nhìn trước. Nhịp 3, đưa hai tay ra trước, bàn tay sắp. Nhịp 4, khiển gót, khuỵu gối, hai tay chống hông, thân trên thẳng, mắt nhìn trước. Nhịp 5, đứng thẳng, đồng thời đưa chân trái sang trái và lên cao, ngang gối, chân phải thẳng, cả bàn chân chạm đất, mắt nhìn theo mũi bàn chân trái. Nhịp 6, về tư thế như nhịp 4. Nhịp 7, về như nhịp 5 nhưng đổi chân. Nhịp 8, thu chân về tư thế đứng thẳng. Hai tay chống hông, mắt nhìn trước. Nhịp 9, bước chân trái sang ngang, rộng bằng vai hoặc hơn vai. Hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa, mắt nhìn theo bàn tay trái. Nhịp 10, dồn trọng tâm vào chân phải. Chân trái duỗi thẳng, mũi chân chạm đất. Nghiêng lườn sang trái, tay trái chống hông. Tay phải duỗi thẳng, hơi áp nhẹ vào tay. Nhịp 11, về như nhịp 9, mắt nhìn trước. Nhịp 12, thực hiện như nhịp 10, nhưng đổi bên. Nhịp 13, thực hiện như nhịp 11, nhưng bàn tay sắp. Nhịp 14, gập thân, hai chân thẳng, vỗ hai tay vào nhau, cúi đầu mắt nhìn theo hai bàn tay. Nhịp 15, nâng thân lên một chút, sau đó gập thân, vặn mình sang trái, tay phải chạm vào bàn chân trái, tay trái duỗi thẳng lên cao, hai chân thẳng, cúi đầu mắt nhìn theo tay phải. Nhịp 16, nâng thân, sau đó gập thân, vặn mình sang phải, tay trái chạm vào bàn chân phải, tay phải duỗi thẳng lên cao, hai chân thẳng, cúi đầu, mắt nhìn theo tay trái. Nhịp 17, về như nhịp 13. Sau đây, thầy sẽ cho các em xem hình ảnh minh họa của từng nhịp. Và sau đây là hình ảnh minh họa của từng nhịp. Các em chú ý, đầu tiên là tư thế chuẩn bị. Nhịp 1, nhịp 2, nhịp 3, nhịp 4, nhịp 5, nhịp 6, nhịp 7, nhịp 8, nhịp 9, nhịp 10, nhịp 11, nhịp 12, nhịp 13, nhịp 14, nhịp 15, nhịp 16 và cuối cùng là nhịp 17. Các em quan sát hình ảnh.
Đến phần hướng dẫn tập luyện, các em sẽ quan sát từ nhịp 1 cho đến nhịp 8. Và 9 đến 17. 10, 11, 12, 13, 11, 12, 12, 15, 13, 16, 17, 17, 15, 16, 17. Chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai, một số động tác bổ trợ trong chạy ngắn. Chúng ta có chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi và chạy đạp sau. Rồi đến phần luyện tập ở nhà. Thì ở nhà các em sẽ luyện tập bài tập thể dục lớp 8 từ nhịp 1 cho đến nhịp 17. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Chúc tất cả các em và gia đình sức khỏe. Thầy xin chào tất cả các em.